Có lẽ trong vụ nổ thảm khốc tại khu đô thị Văn Phú thì trường hợp hai mẹ con chị Đào Thị Soản và cháu Đào Thị Quỳnh quê ở Thanh Oai, Hà Nội đi ngang qua và thiệt mạng tại chỗ đã khiến cho nhiều người thương cảm. Còn với những người thân trong gia đình thì cho đến bây giờ tai nạn ấy vẫn là một câu chuyện khó tin và chính bản thân họ cũng không muốn tin. Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc cháu Quỳnh tròn 3 tuổi, được người nhà vội vàng dùng làm ảnh thờ, dù nay cháu đã lên 7. Cũng bất ngờ giống như sự ra đi của hai mẹ con. Mới sáng ngày còn ăn cơm cùng gia đình, mà chỉ vài tiếng đồng hồ sau, đã nằm trên đất lạnh. Người đàn ông 70 tuổi này, trải qua nhiều cay đắng của cuộc đời, vẫn không dám tin vào sự mất mát quá lớn mà mình đang phải trải qua. Sau khi đi ra, cháu thì không nhìn thấy cháu đó. Và thấy vũng máu ở đấy thì tôi, bản thân tôi và tinh thần tôi, sức khỏe tôi yếu quá là, nói chung nó cũng lả đi mấy lượt, cho nên là anh em họ cứ giữ họ gì tôi thì, và tôi vào chỗ đi vào bệnh viện thì nhìn thấy hai con và cháu nằm trên cái nhà xác trên giường đó thì tôi không thể chịu được. Bảo là mẹ tôi bảo là cái Soản tai nạn, thì khi tôi đi ra bảo là tai nạn mìn nổ đấy, thì khi tôi đi ra thì nghĩ là chắc là xác của em tôi với cháu tôi là tan hết rồi, nhưng ra thì ra đến hiện trường thì không gặp nữa, người ta đã đưa vào bệnh viện. Thì khi ra với bệnh viện thì người ta đưa vào nhà xác thì tôi gặp em tôi với cháu tôi. Theo gia đình, ngày 19 tháng 3, thời điểm xảy ra vụ tai nạn thương tâm, là ngày cháu Quỳnh được nghỉ học. Chị Soản mới đưa cháu đi khám bệnh. Chồng thì đi vắng, còn một mình là phải đi chợ ngày, đi chợ buổi. Không đi chợ thì ở nhà thì kiếm đồng là nuôi hai cháu ăn học. Đấy, thì thực tế là đối với hai cháu ăn học là cũng tốn kém. Ngày hôm nay, tròn 3 ngày sau sự ra đi của hai mẹ con, những vật dụng gắn liền với chị Soản, cháu Quỳnh cũng được đưa về với đất mẹ. Nhưng nỗi đau thì vẫn còn trong lòng của những người đang sống. Cậu bé vừa mới 10 tuổi này phải tang mẹ gậy vông, mũ rơm quấn đầu. Mẹ con dặn con học giỏi để ba nhân về. Có lẽ từ nay cháu Tú cố gắng học giỏi không chỉ vì mong bố sớm ra tù trở về với gia đình, mà vì đó còn là lời dặn dò của mẹ khi còn sống.